Trước đó khoảng 23 giờ ngày 28 tháng 2 đã phát hiện ca tử vong không rõ nguyên nhân tại một ngôi nhà trên phố Phạm Tuấn Tài phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Người tử vong là nam giới 31 tuổi quê Cẩm Sàng, Hải Dương, mới thuê ngôi nhà tại đây trong 10 ngày qua. Do chủ nhà không liên hệ được với người thuê nhà, nên đã tới ngôi nhà kiểm tra phát hiện ra người này nằm trong căn phòng trên tầng 2. Chủ nhà báo cho công an phường mở cửa vào và phát hiện người thuê nhà đã chết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể người đàn ông đem đi xét nghiệm và sau đó đưa thi thể về Bệnh viện 198. Do ca tử vong xảy ra trong mùa dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn như một ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 để chủ động phòng chống dịch bảo vệ người dân. Cụ thể đã tiến hành điều tra dịch tễ ca tử vong, khoanh vùng giám sát và cách ly y tế với những người đã có tiếp xúc, khử trùng ngôi nhà có ca tử vong và khu vực lân cận theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến ngày 29 tháng 2, kết quả xét nghiệm bệnh nhân âm tính đối với SARS-CoV-2.